Anh cho em yêu hết đến mặt trời luôn, đừng nói tới yêu trăng. Xin chân thành cảm ơn Chuông Vàng Nguyễn Thanh Toàn. Cũng có một người em ruột luôn, cũng ngày vui hôm nay, cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em là trưởng đoàn cái lương tuồng cổ Khánh My, đó là nữ nghệ sĩ gái Khánh My. Dạ vâng, lời nữ đầu tiên cho phép Khánh My xin gửi đến các cô chú anh chị trong buổi tiệc hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và để tiếp tục chương trình, Khánh My xin gửi đến ba câu dụng cổ trong bài tân cổ được mang tên Nếu Hai Đứa Mình. Nắng đẹp trăng hòa có nghĩa gì đâu, anh ơi trăng sáng đêm thu chỉ là màn sương lạnh lẽo. Nếu hai đứa ta chẳng đặng chung cùng, thì dù mùa xuân em vẫn thấy lạnh lùng, dù dương xuân vẫn ngỡ đã lỡ chuyện tình duyên thì đừng ai nhắc đến bụi tương phùng. Hỏi âm thầm khi gió lạnh vào tim, trong những đêm buồn với niềm đau dạng kia. Và Khánh My cảm ơn những tình qua thân thương của các cô chú anh chị đã tặng cho Khánh My cùng anh em trong ban nhạc, và xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xa nhau trăng sẽ không tròn nữa, hoa sẽ không còn đồ ngát hương. Anh ơi, thuyền yêu đương nhỏ neo về bến làng, về chúng lối nhỏ em sợ cung đàn sẽ lỡ bản tình ca. Gió mưa về trái rất lòng ta khi trăng xế sao chìm trên phố vắng. Anh biết chăng anh một tâm hồn đẹp trang hòa có nghĩa gì đâu. Gió buốt mưa xa không làm đêm giá lạnh khi hai ta như hai cánh chim trời. Dù bão giông hay mưa đông lạnh giá, dù con đò này không về lại bến xưa. Oh.
nếu hai đứa mình trọn đời yêu nhau. Dạ, cái mày xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, để tiếp tục chương trình, xin mời tiếng hát của nam nghệ sĩ Lâm Tấn.